Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Bắp Bờ Tết. Hôm nay mình sẽ chơi PLS nha các bạn. Nếu các bạn nghe thấy cái tiếng TV thì các bạn đã mong giúp các bạn không cả. Vì mình, nhà mình đã bật bóng đá trực tiếp Việt Nam với U22 Việt Nam với U22 Ino. Thì à, các bạn là mong các bạn cần thông cảm. Xin game bạn. Bèo Quang Hải vẫn là Quang Hải. Wow, không thể tin nổi, đây là Flow Ray Tiến Linh. Flow Ray Linh cùng một của Nigeria đã đoán sau khi Tiến Linh băng vào trong để đánh đầu. Thẻ vàng cho Tiến Linh. Truyền của đồng quân đi tới đây thì khỏi ơi, cay thế nhở. Đúng, ui không đúng, sút không vào, sút là của con này. Nó đi đi. Một chiếc thẻ thùng rung và đây là chiếc thẻ thứ hai của Việt Nam. Chiếc thẻ đó. Nó đi đi. À không. Lôi của Quế Hoa Hải với Linh Nhi. Anh Yaka. Adino Smith. Ui, cái gì? Ôi, còn tới rồi, anh phải nhận một chút thẻ vàng thứ ba cho mình nha. Nó đi đi. Nó sơ sơ. Không được. Không được. Đợi mình một tí.
tiên anh phải nhận một chút thể bằng thứ hai. Thể bằng thứ hai chính là nhiệm vụ của bóng đá, nhưng chưa bằng một chút thể hộ. Về việc
là chúng ta sẽ chỉ ít nhanh hơn và về việc là chúng ta cũng có thể hình thức và điều động. Vậy hết giờ và tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong video này.